Dưới 1 triệu thì đây là ba đôi giày đang làm mưa làm gió và đáng để anh em mua nhất ở thời điểm hiện tại. Ở vị trí thứ ba đó là Yoga Bola Koha 2103. Đôi giày đến từ nhà Yoga Bola đang được anh em sử dụng rất nhiều trong một năm trở lại đây, không chỉ bởi thiết kế lạ mắt mà chất lượng cũng vô cùng cao. Phần upper với da microfiber của Yoga Bola Koha 2103 cao cấp, siêu mềm, ôm trọn chân, đảm bảo cảm giác cố định, chắc chắn, đồng thời chống nước tuyệt đối. Bề mặt với những đường hoa văn lượn sóng khiến bóng dính hơn, làm giúp bạn hoàn toàn có thể điều khiển quỹ đạo bóng theo ý muốn. Cổ thun co giãn giúp ôm sát cổ chân của anh em. Dự kiến Yoga Bola Koha 2103 sẽ là đôi giày sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở thị trường Việt Nam. Top 2, Joker Inspire Pro là một bản nâng cấp hoàn thiện hơn rất nhiều so với bản cũ. Điểm nổi bật nằm ở bộ đệm được trang bị công nghệ EVA cho người chơi có trải nghiệm tốt hơn, êm hơn và thoải mái hơn trong mỗi trận đấu. Phần upper cũng đã được làm mềm hơn với chất liệu da tổng hợp cao cấp cùng với vân 3D cho một cảm giác bóng thật chân nhất khi anh em chơi bóng. Toàn bộ phần đế dưới của giày được sử dụng cao su nguyên chất giúp giảm nhức mỏi khi thi đấu thời gian dài. Thiết kế đinh DF khoa học với công nghệ ma sát kép sử dụng đồng thời hai loại đinh mang đến ưu thế vượt trội cùng sự an toàn tối đa. Và đứng ở vị trí top 1 cũng không quá bất ngờ khi mà TA11 Pro nắm giữ vị trí này với lớp da Kea Fiber Ultra siêu mềm và bền bỉ, tạo cảm giác như đi chân trần. Form giày áp dụng chuẩn Kea Fit, ôm sát và phù hợp với bàn chân người Việt. Đế giày áp dụng công nghệ Kea Spin với dàn đinh răm bám sân hiệu quả. Và điểm cải tiến nổi bật nhất nằm ở phần lưỡi gạt liền, ôm chân mà không hề bị tức, kèm theo đó là hạn chế được tình trạng cao su rơi vào giày. Đặc biệt, lớp đệm giảm chấn cực êm ái Kea Comfort được nâng cấp về chất liệu sẽ mang lại một trải nghiệm tuyệt vời, giúp các cầu thủ luôn cảm thấy thoải mái và êm ái trong suốt quá trình thi đấu. Với những công nghệ ưu việt như vậy, thì Kamito TA11 Pro đang chứng minh vì sao mình lại là ông vua ở vị trí top 1 trong phân khúc giày bóng đá dưới 1 triệu. Đó là ba đôi giày đáng mua ở tầm giá dưới 1 triệu. Anh em thấy đôi giày nào là đáng sở hữu nhất? Comment cho Sportline Việt Nam biết nhé!